Rồi, chào mọi người đang theo dõi video của shop chuyên kẹo chì BCB888, chuyên kẹo chì súng hơi. Bên em thì chuyên đủ tất cả dòng đạn chì từ nấm xuyên phá, slum monster, tiệp sát, innova chình ký. Các bác có nhu cầu về kẹo liên hệ trực tiếp với em qua đầu số 0825671805, số có cả Zalo hỗ trợ tư vấn đặt mua hàng 24/24 nhé. Lưu ý, bên em ship hàng CR toàn quốc miễn phí ship, hàng không kiểm, không xem hàng. Các bác cảm thấy tin tưởng, quý mến thì gọi điện đặt mua, không thì có thể đi qua shop khác nhé. Bác nào đang theo dõi được video nhà em, cho em xin một lượt like video và một lượt đăng ký kênh để em lấy tương tác. Còn về chi tiết của các mẫu kẹo, bao chuẩn, bao đều. Video hôm nay em làm thì review báo giá chi tiết một số dòng kẹo bên em đang bán ra thị trường. Giá cả thì dao động từ giá bình dân đến hàng kẹo hộp cao cấp. Mọi người muốn hàng giá rẻ, em có hàng giá rẻ cho mọi người. Muốn hàng cao cấp xịn, có hàng xịn cho mọi người nhé. Trước tiên giới thiệu cho mọi người về hàng Monster đi. Monster thì dạo gần đây mọi người rất chi là ưa chuộng bởi vì độ ổn định của nó rất chi là tốt, cao hơn hàng đạn nấm rất chi là nhiều. Ưu điểm của nó là rất dễ dùng, dùng được cho tiệp sát Innova 631 hay là cả PCP luôn. Lướt gió cực kỳ là ok nhá. Bác nào chơi trong điều kiện như là mưa gió thất thường thì hàng này rất chi là chuẩn ạ. Đây là mẫu kẹo 5.52 Monster. Chất kẹo thì rất chi là xịn, bóng đều, không via. Cả đầu lẫn váy thì rất chi là cân đối này. Thế. Monster bên nhà em thì đủ kích cỡ size cho mọi người từ 4.5, 5.5, 5.52, 5.54, 5.56 và 6.35. Đấy nhá, đây là mẫu kẹo 6.35 Monster này. Chất kẹo cực kỳ là đẹp cho mọi người luôn. Cả 100 viên như một nhá. Cực kỳ là đẹp ạ. Giá thì là 450 một ký và em đã bao cước vận chuyển rồi nhá. Đối với bác nào mà chưa trải nghiệm qua dòng này thì nên sử dụng hàng này một lần. Đảm bảo chơi bao xa bao phê luôn. Còn về bác nào chơi bắn thù lớn, bắn xa thì nên sử dụng mẫu xuyên phá và slum. Xuyên phá bao gân, mẫu kẹo đang hot hòn hòn trên thị trường PCP. Hàng này thì có đủ size kích cỡ từ 4.5 đến 6.40 nhé mọi người nhé. Cả slum và xuyên phá đủ size cho mọi người luôn. Hàng là hàng chì dây, chất lượng chì mềm, không cắn khương hại cành. Đây là mẫu kẹo 6.35 này. Bao chuẩn cho mọi người khoảng tầm 100m đổ lên đối với mẫu kẹo xuyên phá. Còn về slum, slum bên em thì bao chuẩn cho mọi người 170 đến 200m nhá. Toàn bộ theo khuôn nhập chì là chì dây đồng máy, chất chì thì rất chi là ổn định và ok. Riêng về hàng slum, do là hàng nhập nên là chất hàng giá cả sẽ nhỉnh hơn hàng đạn nấm một chút nhá. Còn về đạn nấm 4.5, đối với bác nào sử dụng 4.5 PCP, có thể tham khảo qua mẫu chì dây này. Hàng là chì dây nên là bóc tay thoải mái, cực kỳ mềm, không hại cành hại hương. 100 viên như một rất chia đều nha mọi người nha. Đấy. Giá của hàng chì dây này là 450 một ký và đã bao cước vận chuyển rồi. Riêng mẫu chì dây này thì có đủ kích cỡ, mẫu mã như váy ngắn, váy dài, nông sâu, dày mỏng em có hết. Đối với bác nào thích hàng váy ngắn mập, bên em cũng có hàng váy ngắn mập cho mọi người luôn, hay váy thân dài có hết cho mọi người nhé. Đây là 6.35 váy ngắn mập này. Kẹo rất chia đều và đẹp luôn. Hàng chì dây này thì bao chuẩn cho mọi người 90 đến 100m ăn lắp C2 và 100m ăn cỏ. Đấy. Cả một cân kẹo của nó rất chia đều và đẹp, không có một chút bao vía nào cả. Toàn bộ bên em là hàng đóng máy nhá. Rẻ hơn thì sẽ có hàng nấu đóng máy. Đây là hàng rẻ nhất bên em, hàng nấu đóng máy. Giá của nó thì là 400.000 một ký và đã bao cước vận chuyển. 100 viên như một, không có vía vùng nào gì cả, bởi vì toàn bộ bên em là hàng đóng máy. Đấy, số lượng hàng rất chi lớn, các bác có nhu cầu mua xỉ hay mua lẻ thì cứ liên hệ trực tiếp với shop em qua số điện thoại và Zalo trên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé.